Buổi trưa chưa gọi em nóng là khôi quất liền nước ngọt thôi ngon. Quá đã luôn. Quá ngon, quá tuyệt vời luôn. Hello cả nhà, chiều nay trời mát, em đi tắm sông nữa, đi tắm sông. Đi tắm sông. Quá đã luôn, quá đã luôn. Tắm sông, tắm sông, tắm sông. Tắm sông. Quá đã. Quá. Quá mát luôn. Quá đã luôn, quá mát luôn. Cả nhà nha, bây giờ em sẽ tập lại bơi nha các anh chị. Con lặn bơi nè nha. Quá đã luôn. Quá phê luôn. Cà phê sữa nè. Nút này gọt gọt luôn. Đá gì đâu á. Đang nằm lăn qua bên đây, lăn xuống đây, lăn ngồi dậy, mở tủ lạnh ra, lấy chai nước lọc uống. Ngon, quá ngon luôn. Chưa chưa muốn đã cái gì nè. Lên 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 tới mặt luôn. Quá ngon, quá đã luôn. Một cây xúc xích ngon thì ta phải làm gì với nó bây giờ đây? Ta phải làm gì cây xúc xích bây giờ đây? Ăn. Ngon. 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 Quá ngon luôn. Quá tuyệt vời luôn. Thấy hết mà. Quá ngon. Quá đã luôn. Quá ngon. Quá tuyệt vời luôn. Chạy chạy qua không ạ. Buổi trưa dưới ly đá dâu trà bá quá đã. Ngon ngon. Buổi trưa dưới ly đá dâu trà bá quá đã. Ngon ngon. Lần đầu tiên uống cà phê sữa trong tô. Cà phê sữa uống trong tô. Hấp mi. Ngon ngon ngon. Cà phê sữa uống trong tô. Quá ngon. Quá tuyệt vời luôn. Thèm bánh ngọt quá, ước gì có một cái bánh bía ăn. Quá. Quá. Có bánh bía, có bánh bía. Quá. Quá, ước con bía, con bía. Ngon 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 ngon. Ngon bánh. Ngon ngon. Quá ngon, quá tuyệt vời luôn.
cà phê sữa á, làm trong tô á, cái mình dầm dầm nước đá nhuyễn nhuyễn vậy nè, đều chơi không, để cái muỗng chính giữa mình đè nhẹ xuống, lúc đó nước đá sẽ nằm dưới và cà phê sữa nằm trên, được một muỗng hấp. Muỗng thứ hai, muỗng thứ ba, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Hello, xin chào các anh chị. Và bây giờ là buổi trưa tới rồi. Em sẽ lết ngồi dậy, mở tủ lạnh ra, nước lọc đây. Ngon. Quá ngon, quá tuyệt vời luôn. Ai hốt mà.